Hello, em Gấm Nguyễn xin chào tất cả các anh chị đang xem kênh nha. Thì hôm nay em sẽ lên tiếp hàng gia dụng Nhật cho anh chị. Anh chị khách mới xem kênh thì vui lòng đăng ký kênh và bấm chuông để mình cập nhật được những cái video mới nhất nha. Và hình thức chốt đơn là các anh chị cứ gọi theo số điện thoại ở phần tiêu đề để mình chốt đơn nha. Hoặc là kết bạn Zalo để em xác nhận lại hình ảnh cho mình nha các anh chị. Hình thức thanh toán thì anh chị chuyển khoản hoặc cọc để em đi đơn nha, không ship code nha. Chuyển khoản 100% thì đơn trên 500k sẽ được miễn phí ship nha anh chị. Và đơn dưới 500k thì mình cộng ship vào dùm em ha. Đó là quy cách làm việc bên shop em nha anh chị. Và anh chị nhận hàng, anh chị sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận nha. Đồng kiểm cùng shipper dùm em luôn nha anh chị. Rồi đầu tiên em sẽ lên cái em có cái xô đựng, xô ủ rượu. Cái này là đền ủ rượu nha anh chị. Rất là đẹp luôn nha. Hàng xịn nha, có hương hiệu bên dưới, hàng chuẩn Nhật nha anh chị. Inox đã lắm, inox rất là đẹp luôn nha anh chị. Em này size 22, sâu của nó là 19 phân. Cái tay cầm của nó mạ vàng, rất đẹp. Size 22, sâu là 19 nha anh chị. Siêu dày, siêu nặng cho em ha. Rồi cái này em bán cho anh chị 650, mã số 1 nha anh chị. 650, mã số 1 ha, hàng hiệu của Nhật nha anh chị. 650 mã số 1. Rồi mã số 2, em có cái set thon men như thế này. Cái này size 16 cho em nha, không lỗi men. Rồi em này size của nó khoảng 20. Size 20. Em này size 26 nha. Không lỗi men nha anh chị. Mấy cái này là hàng em lựa từng cái á, cho nên là cái độ lỗi men nó là nó ít lắm. Size 26 nha. Size này em có cái này thao lớn. Size này em có 3 món này. Bán cho anh chị 400, mã số 2 nha. 400 set này nha anh chị, mã số 2 nha. Rồi mã số 3, em có 3 cái tô. 3 cái tô bằng men. 3 cái tô này size 10 15 nha anh chị. Tô này, cái này cũng thể làm cái chén lỡ để mình ăn cơm ha. Size 15. Rồi 3 cái đĩa bằng men. Men này thì mình thích từ được hết ha. Có thể đặt lên bếp từ để mình nấu luôn. Này em có 3 cái. 3 cái này với lại 3 cái tô ha. 3 cái đĩa này size 25. 3 cái này size 25 nha. Hết sáng này em bán 300 nha anh chị, mã số 3. 300 cho em ha, mã số 3 nha. Số 4 em có cái ấm bằng men. Ấm pha trà bằng men nha. Ấm này dung tích của nó cũng khoảng nửa lít thôi nha. Ấm này em bán 150 nha, mã số 4. 150, mã số 4. Rồi mã số 5, em có cái đĩa bằng men. Đĩa đựng rau củ hoặc là trái cây hay là gì cũng được. Có 3 chân ở bên dưới nè. Men ha. Em này size 36 nha anh chị. Đường kính là 36 ha. Này em bán 350, mã số 5. 350, mã số 5. Mã số 6 em có cái thao men này, còn mới. Nó có cái miếng lót này thì khui ra sao thì em để y vậy nha. Cái này size 24 nha anh chị, size 24 nha. Cái này em bán 250 nha, mã số 6. nha anh chị, mã số 6 cho em nha. Này bắt từ ok nha anh chị. 250, mã số 6. Rồi set này mã số 7 cho em nha. Set này thì em có 3 cái này. 3 cái này không có lỗi men nha anh chị, mới ha. Size nhỏ nhất là 10, 10, 12, 14 cho em ha. 10, 12, 14 nha anh chị. Rồi hai em này. Size 18 cho em nha anh chị. Size 18 nha. Này em có hai cái này cùng size nè. Trên lệch một xíu thôi. Rồi size này em bán 250 nha anh chị, mã số 7. 250, mã số 7 nha. Rồi mã số 8 em có hai món này. Một cái đĩa và một cái quánh mini. Quánh này size của nó khoảng 10 phân. Size khoảng 10 phân, sâu của nó khoảng 7 phân nha anh chị. Và một cái đĩa bằng men. Inox nha, inox phủ men nè anh chị. Này size 24. Cái đĩa này size 24 nha. Và một cái quánh này.
Bánh này cũng hàng xịn nha, hàng chuẩn Nhật cho em nha anh chị. Bánh này, hai cái món này em bán 250 nha, mã số 8. 250, mã số 8 nha. Mã số 9 thì em có cái bánh này. Cái này size 20, em bán 200, mã số 6, số 9 nha anh chị. Size 20, 200k, mã số 9 cho em ha. Không lỗi mang nha anh chị. Mã số 9 nha, 200. Rồi mã số 10 em có cái nồi men. Nồi men rất là mới nha, rất đẹp. Em nồi này size 22 sâu 10 phân. Size 22 sâu là 10 phân nha anh chị. Nấu được biết từ. Size 22 sâu 10 phân. Nồi này em bán 450 nha, mã số 10. 450, mã số 10. Mã 11 em có cái nồi này là cái nồi lẩu nha. Nồi này size 24 sâu là 8 phần. Size 24 nha anh chị, sâu 8 phần. Đẹp lắm, dày. Còn tem mát nè. Hàng chuẩn Nhật cho em ha. Size 24 cao 8 phần. Này nấu từ ok nha anh chị. Nồi này em bán 500, mã 11 nha. 500, mã số 11 nha anh chị. Mã 12 em có cái này. Cái này là một cái này vừa mình làm cái thao để mình đựng rau củ trái cây rồi cũng được, hoặc là mình có thể làm cái nồi lẩu nha. Đặt lên bếp để mình ăn lẩu rồi cũng ok nha anh chị. Nồi này size 22 nha, sâu là 7 phân. Nồi này em bán 300, mã 12. 300 nha anh chị, mã 12 cho em ha. Mã 13 em có cái thao men này. Nặng lắm, cái thao này nặng lắm. Hiểu nè. Em này size 20 x 10. 20 x 10 nha anh chị. Rồi cái này em bán cho anh chị với giá là 200, mã 13. 200k nha anh chị. Mã số 13 cho em ha. Rồi set này mã 14. Set này có hai cái nồi mini nhỏ nè. Size 12, hai cái nồi này size 12. Rồi một cái tô mang size khoảng 20. Một cái tô mang ha, không lỗi mang nha anh chị. Có xước đây xíu nha. Size 20. Rồi set này ba món này em bán cho anh chị 200, mã 14 nha. 200, mã số 14 nha anh chị. Rồi em lên cái nồi này, mã số 15. Nồi này size 28 sâu là 9 phần. Nồi ăn lẩu size lớn nha anh chị, còn mới ha. Size 28 nha, hiệu nữa nè. Nồi này thì màu mè đơn giản thôi ha, không có cầu kỳ quá ha. Nồi này còn mới không lỗi men nha, mấy cái này bụi á mình vệ sinh nó ra chân. Còn đẹp lắm. Nồi này size 28 cao 9 phần. Nồi này em bán cho anh chị 600, mã 15 nha. 600 nha anh chị, mã số 15 nha, nồi lẩu 600, mã 15. Rồi em lên cái nồi này, mã 16 cho em nè. Nồi này size 20 cao 9 phần, không lỗi men. Size 20 nha anh chị, cao 9 phần. Lòng đẹp. Rồi nồi này em bán 400, mã 16 nha. 400 nha anh chị, mã 16 nha. Rồi mã 17 em có cái nồi men này rất đẹp luôn, sâu lòng. Nồi này size 20 sâu 11. Size 20 sâu 11 phân nha anh chị. Nấu được từ. Nồi này em bán 400, mã 17. 400, mã 17 nha. Rồi mã 18 em có cái nồi này. Size 20 sâu là 10 phân. Size 20 sâu 10 phân nha anh chị. Mới đẹp không lỗi men ha. Mấy cái này nó dính bụi xíu ha. Size 20 sâu 10 phân nha. Nồi này em bán 350, mã 18 nha anh chị. 350, mã 18 nha. Rồi em lên cái nồi này, mã số 19 cho em ha. Size 22 sâu là 10 phân. Mặc định men, mặc định là nấu được từ hết nha. Như nhiều khi em cũng không có thử, men thì nó nấu từ hết luôn.
size 22 sâu 10 nha anh chị. Nồi này 350 mã 19 ha. 350 nha anh chị, mã 19 ha. Rồi em có cái nồi này mã số 20. Nồi này size 25 sâu là 10, sâu là 7 phân. Size 25 sâu 7 phân nha anh chị. Nồi này thì trong lòng nó có xước, xước trong lòng ha. Nó có chày xước giống như bút chì gạt vậy thôi chứ không có sâu ha. Nó trong lòng nó có xước chày xước một vài đường ha. Này em soi nè. Rồi, nồi này xước men thôi chứ không có bị lỗi men nha anh chị. Cái đáy thì xung quanh này nó cũng có xước nhẹ ha. Nồi này thì kiểu dáng đẹp, hoa văn cũng rất là đẹp luôn nè. Em nồi thì em bán 400 nha anh chị, mã 20. 400 mã 20. Em có cái set bằng men này, mã 21 nè anh chị. Set này nó có hai cái như thế này ha. Đây, nồi này rất đẹp luôn, hoa văn đẹp. Nồi này Tết đem ra ăn là đúng bài luôn nè anh chị. Size 22 sâu 10 phân, còn mới chưa sử dụng nha. Size 22 sâu 10 phân. Men tiêu ha, men nó đen đen vậy nè. Size 22 sâu 10 và em quánh này size 20 sâu 9 phân. Không có lỗi men gì hết nha, này dính bụi nha. Vệ sinh ra được. Size 20 sâu 9 phân nha anh chị, còn mới ha. Rồi hai cái nồi em bán 950. 950 hai cái nha anh chị, mã số 21. 950 hai cái nha, mã số 21 nha anh chị. Mã 22 em có cái set này, em có một cái vá siêu siêu là đẹp luôn. Xịn nha, rất là nặng luôn. Một cái ly. Một cái ly rót nữa nè. Dày lắm. Rồi, với lại một cái thao này. Set này em bán 350, mã số 22. 350 ha. Cái lá này không là 100.000 không mua được luôn á anh chị. Rất là đẹp luôn. 350 mã 22. Rồi em có cái thao này, size 24 có lỗ nè. Size 24 nha anh chị, cái này cái thao nhưng mà nó lưới ha. Size 24 sâu lòng, cái này em bán 150 nha, mã 23. 150 nha anh chị, mã 23. Rồi mã 24 thì em có những cái món này. Mấy cái thao nhỏ nhỏ nè. Hai cái này thì mỏng mỏng ha, nhẹ tay nha. Rồi với lại hai cái này. Size 24. Size 24 ha, hai cái này. Rồi set này hết này ha, em bán cho anh chị 200. Mã 24. 200 nha anh chị, mã 24 nha. Rồi mã 25. 25 em có set này. Ba cái rổ. Ba cái rổ nè. Ba cái rổ xay vừa vừa nha. Rồi, một cái thao là cái thao này dày lắm. Cái rổ chứ. Thao này cũng dày. Rồi. Set này hết nhiêu đây em bán cho anh chị 250 nha. Mã 25. 250, mã 25. Rồi set này mã 26 nha anh chị. Set này em có mấy cái thao nhỏ nè. Mới tinh. Size 22. Size 24. Set này còn mới nha. Set này có mấy món nữa nè. Rồi set này em bán 200. Mã 26 nha anh chị. 200k nha. Mã 26. Rồi mã 27 em có cái xô đựng đá này. Xô ủ rượu. Em này đường kính 20, sâu lòng cũng là 20. Cái này em bán 200, mã 27 nha anh chị. 200, mã 27 cho em ha. 200, mã 27.
Rồi 28 em có cái đĩa hộp xoài inox. Inox này không bao giờ xét ha anh chị. Inox này mình chịu mua ha, về sử dụng rất là bền. Mới đẹp không lỗi nha. Đây. Cái này nhiều cái. 2 4 6 7 cái. Set này thì em có 7 cái nha. Em bán set này cho anh chị 300, mã 28 nha. 300 set này cho em ha, mã 28 nha anh chị. Em đo cái đường kính ha. Ngang 15. Em đo trong lòng nè, trong lòng nó 22. Trong lòng của cái đĩa nha anh chị, 22 ha. Rồi, set này em bán 300. 300k 7 cái cho em ha, mã 28 nha, nặng lắm, tặng vậy đó nặng. 300. Rồi mã 29 nè. Mã này em có cái đĩa này cũng sâu lòng. Cái nó dày lắm. Đĩa này thì em có 5 cái. Đĩa này thì em có 5 cái như thế này ha. Đĩa sâu lòng và nó có cái viền nè, dày lắm. Cái này ngang 15 luôn. Dài của nó cũng 22 luôn nha anh chị. Ngang 15, dài 22 luôn. 5 cái này em bán 300, mã 29 nha. 300, mã 29 nha anh chị. Inox dày lắm, có hiệu bên dưới nè, nó có hiệu dưới đây. Rồi 300, mã 29, 5 cái nha anh chị. Rồi mã 30 em có chung một set như thế này. Một set vậy em bán cho anh chị 300. Set này 300. Xô đựng đá nhỏ mini 2 lớp. Cái này thì cái ca rốt chống dính. Rồi cái này, cái đồ đựng cơm một ngăn. Inox xịn nha, không xét nha anh chị, còn mới chưa sử dụng. Này hàng Thái Lan xuất Nhật, Thái Lan xuất Nhật nha anh chị. Rồi này, ba cái này em bán 300. Ba cái này em bán 300, mã 30 nha. 300 cho em ha, mã 30. Mã 31 em có 4 cái này. 4 cái này em không biết xài gì nha anh chị. 4 cái này em không biết xài gì. Đây, nó dính liền vậy nè. Nó dính liền nha. Đó, về nghiên cứu sử dụng cái gì nha anh chị, em không biết nha. Em có 4 cái giống nhau. Inox nó đẹp lắm, sáng lắm. Thì 4 cái này em bán 200, mã 31 nha. 200, mã 31 nha anh chị. 200, mã 31. Mã 32, em có cái ca lọc dầu, dung tích của nó khoảng 1 lít. Đây nó có rỉ rỉ xíu ở đây ha. Hàng Nhật. Dung tích là 1 lít ca lọc dầu nha anh chị. Ca này em bán 120. Mã 32. 120, mã 32 cho em ha. Em có 3 cái rổ này, còn mới chưa sử dụng, hàng chuẩn Nhật, made in Japan nha. Rất là nặng tay nha anh chị. Nè cái hiệu bên trong đó nè, hàng chuẩn Nhật nha. Rồi dày lắm, 3 cái này rất là nặng ha, 3 cái này nặng lắm. 3 cái này em bán 300. Mã số đâu rồi? Mã số 33. 3 cái em bán 300 nha anh chị, mã 33. Nguyên bộ nó luôn, dày lắm, rất là dày, còn mới chưa sử dụng. 300 ha, mã số 33 cho em nha. Rồi mã 34 em có hai cái này. Hai cái này là để mình gác lên cái ở sau chỗ mình rửa chén rửa đồ đó anh chị, mình gác lên để mình rửa rau rửa đồ mình lót ha. Nè, cây này mình có thể kéo vô kéo ra hai bên. Đây cũng vậy đó. Rồi vô cái cọng nhỏ. Rồi hai cái này em bán 250, mã 34 nha anh chị. 250, mã 34. Dài 40, ngang 20. Dài 40, ngang 20 nha anh chị, hai cái nha. Dày lắm, inox xịn nè. Hai cái này 250, mã 34 nha anh chị. Lệnh cái đó bỏ vô.
Rồi em có ba cái rổ nè, em có ba cái rổ vậy nó size 18 nha anh chị, size này 20, size này chắc cũng khoảng 22 nha. Ba cái này để cho anh chị 170 nha, mã 35, 170 nha anh chị, mã 35. Ba cái này 170, mã 35 cho em ha. Rồi mã 36 em có hai cái chảo nè, hai cái chảo này thì không có nấu được từ nha anh chị, hai cái chảo này mình nấu ga, nấu hồng ngoại thôi, không nấu từ. Hai cái này em bán 250, 250 nha, mã số 36 nha anh chị, đồng đẹp 250, mã 36 nha. Em có cái chảo này không từ nha anh chị, không nấu từ. Chảo này em bán size 22 nha, 22 đo từ đây, đây là 22 nha anh chị. Chảo này em bán 150, mã 37 nha, 150, mã 37. Rồi em có cái này mã 38 nha anh chị, đây cái này mình làm bánh hay sao á không biết nữa. Này cũng có thể tháo rời ra được, lòng đẹp nha, không có bị chạy xước nha anh chị. Rồi cái này em bán cho anh chị 350, mã số 38 nha, 350, mã 38 nha anh chị, không từ nha, này không từ nha anh chị. Rồi em có cái chảo này mã 39, xài từ. Em này lòng đẹp, có miệng rót hai bên nè. Em này size 26, sâu lòng là 6 phân nha anh chị. Em này sâu lòng, em này bán 250, mã 39 nha anh chị, 250, mã 39 nha. Trong lòng nó có một vết xước này đang tí xíu nè, 250, mã 39 nha, sâu lòng. Rồi em này mã số 40, size của nó là 28 nha, không nấu được từ. Rồi cái này em bán cho anh chị 200, mã 40 nha, 200, mã 40. Rồi em chảo này mã 41, size 26, sâu lòng là 7 phân, có từ, lòng đẹp nha, lòng đẹp chày nặng nha anh chị. Size 26 sâu 6 nha, này em bán 250, mã 41, 250, mã 41 ha. Rồi lên tiếp chảo này mã 42, có từ, lòng đẹp nha anh chị, lòng đẹp. Size 28 sâu là 6 phân. Rồi chảo này em bán cho anh chị 250 nha, mã 42, size 27 nha anh chị, 27 sâu là 7 phần, 6 phần. Size 27 sâu là 6 phân ha, lòng đẹp. Em này để cho anh chị 250, mã 42 nha, 250, mã 42. Rồi em có cái chảo tê fan nè, còn rất là mới, không từ. Chảo này size 27 sâu là 5 phân, size 27 sâu 5 nha. Đặt chảo này 300, mã 43 nha anh chị, 300, mã 43. Em này mã 44 nha anh chị, sâu lòng, không từ. Em này có hiệu Major, cái thương hiệu nó đây. Chảo này size 27 sâu 7 phân nha anh chị. Chảo này em bán 250, mã số 44 nha, không nấu được từ nha anh chị, 250, mã 44. Rồi em chảo này sâu lòng size to, chảo này cũng không có từ, đáy nó có xấu một xíu nha, đáy nó có chày ra đây một xíu nha anh chị. Em này size 28 sâu 8 phân, không từ. Rồi em này là để cho anh chị 200, mã 45, 200 nha anh chị, 200, mã 45 nha. Ở đây nó có xước một xíu nha, mình soi chi tiết thì đây nó có chạy xước một xíu ở đây nha anh chị, thành trên thành một xíu nè, do là vận chuyển ha. Lòng thì đẹp,
ở phía sau này nó có cũ xấu xíu nè. Để anh chị 200 mã 45 nha anh chị. 200 mã 45. Em có cái nồi này mã 46. Thương hiệu của Đức. Có từ hiệu nè. Em này size của nó là 25, sâu là 5 phân. Lòng nó có trầy xước nha anh chị. Size 25 sâu 5 phân, đầu cũng có trầy xước một vài điểm nè. Trầy xước một vài điểm ở đây. Dưới chính giữa có một xíu một vài điểm nữa. Đó, em soi vậy cho mình dễ thấy ha. Rồi, cái này size 25 cao 5 phân, nấu được biết từ cho em ha. Hàng thương hiệu của Đức. Rồi chảo này ta để cho anh chị 350 nha. Mã 46 này đúng là 400. 350 cho em ha. Mã 46 nha anh chị. 350 mã 46. Em có cái nồi lẩu Mỹ size to, lẩu điện nha, nồi lẩu điện size to, siêu là đẹp luôn, rất là đẹp luôn nha anh chị, hàng thương hiệu của Mỹ ha. Dây điện này, nồi Mỹ size to, em này size của nó tới 30 đây nha anh chị. Made in USA nha. Có 4 cái chân. Đây có 4 cái chân ha. Nặng lắm. Cái này mình có thể dùng để mình ăn lẩu, hoặc là dùng để mình nấu những cái món ăn gì cũng được. Mình chiên rán cũng được nha. Chống dính tự nhiên luôn nha anh chị. Này mình sử dụng đa chức năng, không nhất thiết phải là ăn lẩu ha. Đa chức năng, mình cứ việc ghim ở trong nhà bếp, mình ghim điện, mình nấu món gì mình thích, mình chiên rán gì đó mình vẫn nấu được ha. Nặng lắm luôn. Size là 30, sâu là 10 phân. Chảo này em bán cho anh chị 2 triệu mốt. 2 triệu mốt nha. Mã số 47 nha anh chị. 2 triệu mốt cho em ha. Nhớ là điện 100V nha anh chị. Này điện 100V cho em ha. Công suất là 1.200 trở lên á. Rồi 2 triệu mốt mã 47 nha anh chị. Rồi em có cái nồi lẩu giống vậy luôn, size nhỏ hơn xíu nè. Nồi này size nhỏ hơn xíu, cũng rất là mới luôn, siêu đẹp. Nồi này hàng thương hiệu Vitagraph của Mỹ. Đây. Hiệu nó hiệu này. Đây anh chị. Nặng lắm, cốt của nó rất là nặng luôn ha. Có 4 chân. Dây điện nó thì mình gắn vô đây, dây điện mình gắn vô đây. Còn mới đẹp lắm luôn, rất là mới. Cái hiệu này thì em mới gặp luôn. Cái này size 28 nha anh chị. Sâu của nó là 10 phân. Size 28 sâu 10 là em đo luôn ở bên dưới nha. Này trong lòng của nó khoảng 6 phân thôi nha anh chị. Chiên rán ăn lẩu được, chiên rán chống dính tự nhiên ha. Nồi này em bán cho anh chị 1 triệu 6 nha. Mã 48. 1 triệu 6 nha anh chị. Mã 48 nha. Rồi mã 49 em có cái nồi này. Nặng cực kỳ. Nồi này của Nhật. Nồi Nhật nha anh chị. Độ mới cao cho em ha. Nồi size 26, sâu là 6 phân. Size 26 nha. Sâu 6. Chiên rán chống dính tự nhiên luôn. Hàng thương hiệu của Nhật. Dày lắm. Nấu từ ok cho em nha anh chị. Size 26 sâu là 6 phân. Nồi này em bán cho anh chị 800. Mã số 49 nha anh chị. 800 mã 49 cái chảo này ha. Vừa làm chảo nè, vừa ăn lẩu đồ ok hết ha. 800 mã 49 nha. Ủa
Rồi em lên cái nồi này sâu lòng mã số 50. Nồi này size 50 nha anh chị. Nồi này size 26. Nồi này có thể luộc gà đồ hay là mình nấu bánh canh gì đó. Cái nồi này thì sâu của nó là 26 nha anh chị. Đường kính miệng cũng là 26. Được rồi. Size 26 nè, đường kính miệng cũng là 26 luôn nha anh chị. Sâu lắm. Nó cũng có hiệu bên dưới đáy nó nữa. Đây nè. Hai đáy nha, hai đáy. Nấu từ ok, hết từ rất là mạnh luôn. Không có cắn mớp gì hết nha anh chị. Em nồi này để cho anh chị 950. 950 nha, mã số 50. 950 mã 50 nha anh chị, nặng cực kỳ luôn. Rồi em lên cái nồi này, lẩu nè, mã 51. Nồi này không có xài được bếp từ. Nồi này size 25 sâu 10 nha anh chị, size 25 sâu 10. Rồi nồi này cũng bán 350, mã 51 nha. 350 mã 51, không nấu từ nha anh chị. 350 mã 51 nha. Rồi em nồi này mã số 52. Có từ. Size 22 sâu 10 phân. Nặng lắm, dày lắm. Size 22 sâu 10 cho em ha. Nồi này em bán 300 mã 52. 300 mã 52. Rồi em lên nồi này mã số 53. Có từ. Nồi này size 26 sâu 14 phân. Size 26 nha anh chị, sâu là 14 phân nha. Dày lắm. Size 26 nha, sâu 14 phân. Có từ. Size 26 nha, inox siêu dày nha anh chị, rất là dày. Size 26 sâu 14 nha anh chị. Nồi này để cho anh chị 700, mã 53. 700 cho em ha, mã số 53 nha anh chị, hàng Nhật. Rồi em có cái chảo này, mã 54 nè. Có từ. Em này size 26 sâu là 5 phân. Size 26 nha, sâu là 5 phân. Hàng Nhật rất là dày nha anh chị. Size 26 sâu 5 nha. Nấu từ ok cho em nè. Rồi nồi này em bán 450, mã 54 nha. 450, mã 54. Rồi em lên cái nồi này, mã 55. Có từ. Size 20 sâu 9 phân. Size 20 sâu là 9 phân. Nồi này để cho anh chị 290 nha. Mã 55. 290, mã 55. Lát đi, từ từ đi. Em lên cái bộ nồi này, mã số 56 nha anh chị. Bộ nồi Mỹ ha. Đó, bộ nồi như thế này. Hấp. Cái hấp bên trong ha. Có cái rỉ này. Cái hấp. Rồi cái nồi. Nồi này size 27 nha, sâu 12 phân. Có từ. Size 27 sâu 12 nha anh chị, hiểu nó nằm đây. Size 27 sâu 12 phân. Dày lắm, nồi này còn bộ nồi này còn đẹp mới nha anh chị. Size 27 sâu 12 phân nha. Bộ này em bán 1.800.000 nha anh chị, mã 56 nha. 1.800.000, mã 56 cho em nè. Rồi em lên cái nồi này, mã số 57 nha anh chị. Có từ. Em này size 22 sâu là 9 phân. Size 22 sâu 9 nha. Cái này 250.000 nha anh chị, mã 57 nha. 250, mã 57.
Rồi em lên bộ này, mã 58 nè anh chị. Size 23 sau 13 phân. Size 23 sau 13 phân nha anh chị. Có từ hiệu của nó là hiệu IKEA nha. Hàng China xuất Nhật nha anh chị. Size 23 sau 13 phân. Cái này em bán cho anh chị 450. Mã 58 nha. 450 mã 58. Rồi em có cái nồi này, mã 59 nè. Size 23 sau 13 phân. Size 23 sau 13. Em này cũng là hiệu IKEA luôn nha anh chị. Rồi em này để cho anh chị 350 mã 59 ha. Nắp thì ghép nha anh chị, 9 10 thôi, 9 thôi không được 10 ha. Rồi 350 mã 59 nha. Rồi em có cái nồi Mỹ nè, độ mới cao, mã số 60. Có từ. Em nồi này size 24 sâu 11 phân, rất mới, rất là mới. Size 24 sâu 11 nha anh chị. Độ mới cao. Còn tem mát nè. Hiệu Vitarat của Mỹ nha. Size 24 sâu là 11 nha anh chị. Nồi này em bán 600, mã 60. 600 mã 60 cho em ha. Rồi em có cái quánh này, mã 61. Size 21 sâu 9 phân. Size 21 nha, sâu là 9 phân nha anh chị. Có từ, hiệu nó nằm đây ha. Size 21 sâu 9 nha anh chị. Chuyên rắn chống dính tự nhiên ha. Giá này em bán 500, mã 61. 500 nha anh chị, mã 61 nha. Rồi em lên cái nồi này, mã 62. Có nấu được từ. Nồi này, cái thành này chống tràn nè, mình nấu nó không có bị tràn. Nó có cái lồng bên trong nữa nè. Nồi này size 23, sâu của nó là 16 nha anh chị. Size 23, sâu là 16 phân nha. Có mát in da băng nó đóng ở đây nè. Nấu được bếp từ cho em nha anh chị. Size 25, sâu là 16 phân nha. Rồi cái nồi này em bán 350. 350 mã 62 nha anh chị. Rồi lên nồi này, mã 63. Size 24 sâu 10 phân. Lòng chống dính còn đẹp nha anh chị. Không nấu được từ, không từ nha. Size 24 sâu 10 phân. Nồi này 300 mã 63. 300 mã 63. Rồi lên cái nồi Mỹ, mã số 64 nha anh chị. Này vừa chảo vừa nồi cũng được nè. Đáy đồng. Này hút từ nha, nấu được từ nha anh chị. Nó có phủ đồng ha, nhưng mà mỏng. Một lớp mỏng thì nó cũng có thể nấu được từ. Mắc in USA nó đóng bên giữa lòng nè. Giữa lòng chảo nè nha anh chị. Đóng dưới đây. Độ mới cao. Còn mới đẹp, sáng bóng. Inox nó dày lắm luôn. Size 24 sâu 5 phân. Nấu được từ. Size 24 sâu 5 nha anh chị. Chảo này 600, mã 64. 600 mã 64 nha. Rồi lên nồi này, mã 65. Có nấu được từ. Size 20 sâu 11 nha anh chị. Hàng Nhật. Size 20 sâu 11. Nồi này em bán 250, mã 65. 250, mã 65. Rồi em có cái nồi lẩu cù lao. Nấu từ ok nha anh chị. Size 24 sâu 7 phân nha anh chị. Size 24 sâu 7 nha. Nấu từ nấu ga ok hết. Cái này em bán 250, mã 66 nha. 250 mã số 66 cho em nha anh chị. 250 mã 66 nha. Rồi em có cái quánh này, mã số 67 nha anh chị. Có từ. Size 22 cao 5 phân. Size 22 cao 5 phân. Chảo này em bán cho anh chị với giá là 450 mã 66.
67 nha. 450 mã 67. Rồi lên nồi này mã 68 nè. Có từ size 30 sâu 15 phân. Size 30 sâu 15, hai đáy nha, nấu từ ok cho em nha anh chị. Size 25 sâu 10, size 30 sâu 15 chứ. Nồi này size lớn nè, nấu chống tràn, luộc gà đều thoải mái. Nồi này em bán 550, mã 68 nha anh chị. 550, mã 68. Em nồi này mã 69 cho em nè. Nồi này size 21 sâu 16 nha anh chị. Size 21 sâu 16 phân. Nấu từ ok. Size 21 sâu 16 nha. Nồi này em bán 300 mã 69. 300 mã 69. Rồi em lên chảo này mã 70. Có từ size 27 sâu 6 phân. Size 27 sâu 6 nha anh chị. Chiên rán chống dính tự nhiên ha. Chảo Mỹ. Thương hiệu nó thì nó nằm ở đây. Size 26 cao là 27 cao 6 nha. Này 800 mã 70. 800 nha anh chị. Mã 70. Rồi em có cái chảo Mỹ không nắp nè. Mã 71. Không từ. Chảo Mỹ không nắp, không từ luôn nha anh chị. Size 28 sâu 5 phân. Size 28 nha, sâu 5 phân. Chảo này em bán 500k, mã 71. 500 nha anh chị, mã 71. Chảo Mỹ ha, không từ. Dùng mình chiên rán chống dính đó anh chị, chống dính tự nhiên. Rồi em này size 72, ở mã 72. Nắp thủy tinh nè. Size 26 cao 6 phân nha anh chị. Lòng chống dính rất đẹp. Có từ. Sơn có xước sơn nhẹ ha. Size 26 sâu là 6 phân. Nấu từ. Này em bán 300 mã 72. 300 nha anh chị. Mã 72 cho em ha. Rồi lên nồi này mã 73. Size 20 sâu 10. Size 20 sâu 10 có từ nè anh chị. Size 20 sâu 10 ha. Nồi này em bán 250 mã 73. 250 mã 73. Rồi em có cái nồi này mã 74 có từ. Nồi này size 22 sâu 10 phân, có hiệu trên quay nè. Size 22 sâu 10 phân cho em ha, rất đẹp luôn, nặng lắm. Nồi này em bán 350 nha. Mã 74. 350 nha anh chị. Cái nắp con tiểu nó vậy. 350 mã 74 nha anh chị. Rồi em có hai cái này. Hai cái này em bán chung xét nè. Có từ. Có từ. Hai cái này size 17 nha anh chị, có từ hết nha. Size 17 nè. Không có tay cầm, nó trơn lùi như thế này ha. Hai cái này em bán cho anh chị 200 mã 75. Hai cái 200 mã 75 không nắp nha. 200 mã 75. Rồi em lên cái này mã 76 cho em nè. Có từ. Nồi này thì nó vừa thôi, nó không có dày nha. Vừa vừa. Size 24 sâu 10 phân. Nấu được từ nha anh chị. Size 24 sâu 10 cho em ha. Mấy này mình rửa vệ sinh ra là nó đẹp lại nha. Size 24 sâu 10. Nồi này bán cho anh chị 200 mã 76 nha. Có từ. 200 mã 76. Rồi em lên cái nồi Mỹ nè. Mã số 77 nha anh chị. Hiệu Vitarab của Mỹ. Nồi xịn lắm. Nồi là size 28 x 10. Đây. Size 28 x 10 nha anh chị. Có từ. Size 28 x 10. Dày lắm, inox Mỹ ha, một lớp rất dày.
Size 28 x 10 cho em ha. Nồi này mình ăn lẩu cũng được nè, hoặc là mình có thể luộc gà vẫn được nha anh chị. Gà thì mình luộc nó có chiều rộng nè. Rồi con cái nồi này em bán 900, mã 77 nha. 900 mã số 77 hàng Mỹ. Chín trăm nha anh chị, mã 77 cái nồi này cho em ha, còn tem mát nữa nè. 900 mã 77. Rồi em lên bộ nồi Mỹ nữa nè, mã 78. Bộ này thì không có xài được bếp từ, 2 trong 1 nha anh chị, còn mới lắm, bộ này rất mới luôn. Đây rất là mới, size 27 sâu 12 phân, nồi luộc gà đồ thoải mái luôn nha anh chị. Thương hiệu của Mỹ nó nằm ở đây nè, nó có đóng ở đây ha. Size 27 sâu 12 phân, nồi này em bán 800. Bộ này em bán 800 nha, mã 78 nha anh chị. Rất là đẹp. 800 mã 78. Rồi em lên cái nồi này, mã 79 cho em nè. Không nấu được từ nha anh chị, nồi này không từ. Nồi này size 20 x 10. Mới đẹp, dày lắm mà không có từ nha. Size 20 x 10 cho em nha anh chị. Nồi này em bán 300, mã 79. 300 mã 79 nha. Em có bộ hấp của Mỹ nè, mã 80. Có từ bộ hấp Mỹ nha anh chị. Nắp cái này. Size 22 sau lòng là 10. Còn mới lắm. Hiểu nó nè. Size 22 sau lòng là 10 phân nha anh chị, nặng lắm. Có từ. Bộ này em bán 800, mã 80. 800 mã 80 cho em nha anh chị. Rồi, em có cái bánh này của Đức, mã 81. Có từ, thương hiệu Made in Germany cho em ha. Size 21 sâu lòng là 5 phân. Size 21 nha, sâu 5. Rồi chảo này em bán 550, mã 81. 550 mã 81 nha. Rồi em có cái bánh này, mã 82. Không từ. Em này size 16 cao 9 phân. Size 16 cao 9 không từ nha anh chị, có hiệu bên dưới nữa nè. Rồi cái này em bán 170 mã 82. 170 mã 82. Rồi em có cái chảo Mỹ không nắp nè, mã 83. Thương hiệu của Mỹ ha, Mỹ nó hơi bị mờ. Không từ luôn nha anh chị, không nấu được từ luôn ha. Em này size 20, cái này em bán cho anh chị 200, mã 83. 200 nha anh chị, mã 83, không có nấu được từ nha. Rồi em lên tiếp chảo Mỹ mã 84 nè. Chảo này không có nấu được từ, không nắp. Hàng Mỹ. Hết từ ok cho em ha, độ mới cao. Size 26 nha anh chị, sâu 5 phân. Chiên rán chống dính tự nhiên cho em ha. Chảo này em bán cho anh chị 550, mã số 84 nha. 550 mã 84 nha anh chị, hiệu nè. 550 mã 84. Tiếp theo em này mã số 85, thương hiệu của Mỹ luôn. Không nắp. Không nắp nha anh chị. Có từ. Còn đem mát nè, còn mới lắm. Size 26, này em cũng bán cho anh chị 550 mã 85. 550 mã 85. Rồi lên cái quánh này, mã 86. Có từ, thương hiệu của Đức. Chảo này size 17 cao 7 phân. Chảo này em bán 300 mã 86 nha. 300 mã 86. Rồi em lên chảo này, mã số 87 của. Ừ.
Này 87 hả? Rồi, em lên cái quánh Mỹ mini nhỏ nè. Quánh Mỹ mini nha anh chị, quánh Mỹ nha. Đây cái hiệu nó nè. Có từ luôn. Em này size của nó là 16 cao 7 phân, quánh Mỹ nha anh chị, chuẩn ha. Size 16 cao 7 phân nha. Quánh này em bán 300, mã 87 cho em ha. 300 mã 87 nha, size của nó là 16 nha anh chị, size nhỏ nha. 300 mã 87. Rồi lên tiếp cái quánh này, mã 88 nha anh chị. Em quánh này là hiệu Fiddler nhưng mà nó có đóng chữ Made in China bên dưới này nha anh chị. Này hàng xuất Nhật nha. Fiddler thương hiệu này nằm này sản xuất tại Trung Quốc nha. Xuất khẩu nha, hàng xuất Nhật nha anh chị, chứ không phải hàng thường đâu nha. Fiddler. Size 17 cao 7 nha. Quánh này em bán 300, mã 88 nha. 300 mã 88. Rồi em có cái quánh này mã 89. Có từ. Size 24 cao 6 phân. Size 24 cao 6 nha anh chị. Này thì nó vậy vừa thôi chứ không có dày lắm nha, không có dày như chảo Mỹ ha. Size 24 cao 6 nha anh chị. Chảo này em bán 350, mã 89 nha. 350 mã 89. Rồi em lên cái quánh Mỹ nữa nè, mã 90. Quánh Mỹ. Size 26 cao 5 phân. Size 26 nha, cao 5 phân. Từ ok cho em anh chị. Size 26 cao 5. Quánh này em bán 600, mã 90. 600 mã 90. Em lên cái nồi này, mã 91. Có từ. Nồi này size 20 sâu 8 phân. Size 20 sâu 8 nha anh chị. Nồi này 250, mã 91. Size 20 sâu 8 phân ha. 250 cho em ha, mã 91 nha anh chị. Em có cái quánh nhỏ mini rất là đẹp, có hiệu ha. Có từ. Size 14 sâu 10 phân. Size 14 nha, sâu là 10 phân cho em nha. Quánh rất đẹp. Size 14 sâu 10. Quánh này em bán 300, mã 92. 300 mã 92. Rồi lên quánh này, mã 93. Không từ. Size 19 sâu 11 phân, đáy đồng. Đáy đồng nha anh chị, nó phủ một lớp đồng bên dưới đáy ha. Size 19 sâu 11 phân cho em ha. Rồi quánh này em bán 250, mã 93. 250, mã 93. Rồi em có cái nồi này, mã 94 nha anh chị. Có từ. Size 22 sâu là 8 phân, đồng chống dính còn mới đẹp. Cái nồi này em bán 280, mã 94 nha. 280 anh chị, mã 94. Rồi em lên cái nồi này, mã 95. Nồi này thì thương hiệu của Mỹ, hàng Mỹ. Size 24 sâu 11. Em này thì không có xài được bếp từ nha anh chị, không nấu từ. Size 24 sâu 11 nha. Này em bán cho anh chị 500, mã 95. 500 mã 95. Rồi cái nồi lẩu này là mã 96 nha anh chị. Nồi lẩu hiệu Tây Phan, không nấu được từ. Em này size 25 cao 6 phân, đồng đẹp. Size 25 cao 6 nha, đồng chống dính còn mới đẹp nha anh chị. Nồi này em bán 400, mã 96 nha. Rồi lên tiếp nồi Mỹ nè, mã 97. Nồi Mỹ. Size 24. 24 này em đo tràn về nha. Trong lòng nồi nó 20.
Trong lòng nồi nó là 20 nha anh chị, rất là mới, hàng Mỹ ha, hiệu nó nằm dưới đây. Size 20, sâu của nó là 9 phân. Nồi này không từ nha, nấu bếp ga nha anh chị. Nồi này em bán cho anh chị 400, mã 97. 400, mã 97 nha. Mã 98 em có cái này. Cái này đựng cơm, đựng canh mà trên bàn ăn rồi thôi ha, chứ này không nấu từ nha anh chị. Size 14, cao 8 phân. Rồi cái em này em bán 100, mã 98 nha. 100k nha anh chị. Mã 98 ha. Rồi em có cái nồi này mã 99. Cái nồi này thì nó bằng thép nha, bằng thép trắng nhưng mà nó có rỉ rỉ nhẹ một vài điểm ở trên cái nắp nè. Trên cái nắp thì nó có một vài điểm rỉ rỉ như thế này ha. Em nồi này thì size 24, sâu 7 phân nha anh chị, thép ha. Có từ, dày lắm. Nấu được bếp từ dày ha. Dày mà nó chắc, mà trong nồi thì nó cũng có một vài điểm rỉ rỉ nhỏ nè. Nhẹ trên mặt một xíu thôi. Đó, có một vài điểm trong lòng ha. Rồi cái nồi này em bán cho anh chị, hơi sale cho anh chị đi. Bán cho anh chị 200 thôi, mã 99. 200 nha anh chị, mã 99 cái nồi này cho em ha. 200. Rồi, mã 100. Em có cái bánh của Mỹ nữa nè. Bánh này thì không có xài được từ. Size 18, sâu 7 phân. Size 18 nha, sâu 7 phân. Quánh này để cho anh chị 300, mã số 100. 300 nha anh chị, mã 100. Rồi video của em đến đây là kết thúc nha. Cảm ơn các anh chị đã xem video của em ngày hôm nay ạ. Xin chào và hẹn gặp lại video sau nha.